Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nha em ơi. Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha. Ở video này thì nói chung là lần đầu tiên chuyển cái bàn nè. Cái này thì Khải cũng tầm trung luôn em ơi. Mới có 3 cuốn một lần tập 3 tại thì kênh anh em. Chưa có gì viết lắm. Thôi tầm trung thôi. Hôm nay thì lần đầu tiên chuyển mà được top 4 thông kim. Thì anh em xem đồ đây. Anh em đồ xem đồ cho anh em xem. Ok, sân phạm ơi. Đây. Sẽ đồ Khải thì nói chung là đã vào thông kim thì Khải cái tùy Khải quen rồi nè. Khải vẫn với hiệu ứng là full chón rồi làm chậm thôi. Đây. Đầu tiên đôi giày là chón 40 đó, anh em thấy ok chưa? Chón 40 đôi giày. Tiếp tục dây chuyền là chón 40 đó, ok chưa? Chuyền chón 40 nha anh em, là 80 chón rồi nha. Rồi nhẫn chón 30 thì Khải ưu tiên chón là tại vì sao? Tại vì trong này đa số là con lông xét do đang quyền các kiểu là điếu nè, nên là Khải ưu tiên chón và lại khăn lôi thôi anh em ơi. Đây, nên là Khải được 101 chón và kèm theo nghe mi thì Khải được 140 chón nha. Khải được 140 chón nha anh em đó, ok chưa? Đây. Và Khả đang đi với cái đai lưng 540 mà thôi, một đai lưng thôi nè anh em. Đây giờ áo nè anh em, áo thì phòng hồi 40, kháng khoảng 19 sinh lực lực. Nón thì hồi kim sinh lực lực, Khả mang nón lá cho nó đẹp trai thôi nè. Đó, Khả ép xuống nón lá cho đẹp trai thôi anh em xem nè. Đó, ép xuống nón lá cho đẹp trai thôi chứ còn chả có quan trọng như cái gì cả. Đó, sinh lực lực, nón lá. Đó, ok chưa? Rồi thì cái nón này thì kích nhẫn với giày thôi anh em. Đó giờ thôi. Rồi bao tay thì vẫn như cũ, kháng lôi sinh lực lực. Gặp bội vẫn như cũ, sinh lực kháng lôi sinh lực lực thôi anh em. Đó. Nhẫn kim là kết áo với dây chuyền dòng 1. Rồi cái bóng thì kết khăn lôi, kết độc sắc vậy thôi. Nói chung là khá là bình thường, sẽ đồ là bình thường, chẳng cái gì nói chòi cả nè em ơi. Chung là Khải có dây chuyền kháng cả 13 nhưng mà Khải không mang, tại vì mang vào thì nó không đủ hiệu ứng chón nè, nên Khải không có mang. Đó, cái bóng bóng thì vào này thì chỉ dài một phẹt thôi nè. Ok cho nè. Đó, chung sẽ đồ khá là tầm thường nè, chưa có gì gọi là VIP cả. Đó, chung là hôm nay là được set đồ 110 chón kèm với 45 chậm. Đó vậy thôi nè. Rồi, rất đơn giản thôi. Anh em xem thì đừng quên cho video Khải một like chia sẻ nha anh em ơi. Hiện tại bây giờ thì và bóng tóc thì vào này cũng không đặt móc lâu Dũng Nguyễn ơi. Trong này ví dụ anh em mang tóc 20 30 thì nó cũng không đặt móc được 201 đâu nè. Không bao giờ đặt móc được 201 nha. Đơn giản thôi nè. Hiện tại bây giờ anh em đơn giản nha. Nói về cái vấn đề anh em mà đang bàn tán về tóc hay không tóc. Thì nếu mà muốn được 201 thì đầu tiên anh em phải có cái bóng tóc 30. Và cái tiếp theo đó là anh em có kỹ năng vuông có 3 cấp nha mọi người. Anh em lưu ý cho Khải là server hiện tại bây giờ chưa có kỹ năng vuông có 3 cấp. Nên là không thể đạt 201 nha anh em. Không bao giờ đạt 201. Cho dù anh em mang 20, 30 đi. Thì hiện tại mang 20 hoặc 30 thì tóc của Khải được 95 đúng không? 95. 95 tốc độ đánh và kèm cánh này, lệnh bài này đúng chưa? Rồi phi tóc. Thì tốc độ đóng công kích thì nó chỉ lên được 100 nữa thì cao lắm là 195 thôi nè. 195 tốc độ đánh không đạt được 201 nha nè. Nên là nó vẫn đạt một cái mốc đó là 158 như cũ thôi nè ơi. Nên hiện tại bây giờ thì Khải chỉ ưu tiên cái càng cái bóng độc rồi Khải đánh thôi nè. Chứ bây giờ anh em có mang tóc hay không tóc thì nó vẫn với cái tốc độ đánh là 158 thôi mọi người. Anh em hiểu vấn đề không? Đó. Đây, đây là diện kháng cả nè. Mình diện kháng cả thì hiệu ứng chó Khải không đủ nè. Nó diện kháng cả 13 nè. Đó. Mà Khải không mang. Mang diện kháng cả 13 à? Nếu mà mang vào thì Khải không Khải kháng thì cũng ok đấy. Nhưng mà cái vấn đề là hiệu ứng chón Khải còn có 70 thôi năm. Nếu mà còn 70 chón thì Khải nghĩ là không thể nào giao tranh được với cái hội đồng như thế này. Tại vì bên trong toàn là võ đan thiên nhà, toàn là võ đan công lôn xét thôi năm. Anh em thấy không? Với Khải thì hồi nãy là 101 chón kèm theo nghe mi là 104 chón. Mà chón một phát một cứ đứng đơn người thôi năm, anh em thấy chưa? Nên là càng chón cao càng tốt năm. Còn ví dụ như bơ căng ngồi thì Khải sẽ mang lại xếp đồ bơ căng ngồi nữa. Đó, bơ căng ngồi Khải mang kháng họ với gia truyền kháng cả vào. Đó giờ thôi. Đó là bơ căng ngồi nè. Đó. Dạ thôi, đơn giản là thôi. Chung sẽ đồn khá là bình thường nè. Bơ căng ngồi thì Khải 40 chậm và 70 chón. Đó. 40 chậm và 70 40 chậm 40 chón thôi. Còn nếu mà Khải muốn mang nhận chón thì Khải mang 30 chón lên này mất kháng họ đi. Đó. Đó anh em, đó. Ví dụ như bơ ngang ngồi này. Hôm nay top 4 này Khải cho anh em xem. Liên chạm được 64, top 1 liên chạm nè, thấy chưa? Cố gắng giữ liên chạm luôn đó nè. Anh này cho anh em xem nè. Giờ đang ngồi cách này nè. Đây nè. Đây, đó. Hiện vẫn kháng khả này. Hiện tại bây giờ thì như này chuyển cái này lên trên này nên 6 điểm không anh thu cũng lên được khoảng 150 lực tay thôi nè. Khả test rồi, 120 lực tay anh em ơi. Là 6 điểm này bỏ lên này thì mất 6 kháng cả mà lên trên này được 150 lực tay thôi. Khả tính rồi, mới 150 lực tay thôi. Hồi tầm này thì đội Khải cắn thêm cuốn 6 cuốn 15 lực tịch nữa là mát là xong thôi nè. Chứ mà không anh thua. Đó, dạ thôi nè. Rồi ok. Đó, nếu mà kháng cả thì lượng kháng khá là đẹp nè. Đó. Nhưng mà hiệu ứng chó thì lại còn có 70 chó thôi. Chỉ còn 70 chó thôi. Rồi, chờ thôi nè, đơn giản thôi. Xếp đồ ra quá rất là bình thường thôi.